Xin chào mọi người. Hôm nay đang nhận được bộ hợp đồng bảo hiểm của công ty bảo hiểm nhân thọ AIA trao cho Đan để cung cấp cho khách hàng sau khi công ty đã thẩm định hồ sơ về sức khỏe của khách hàng và đã chấp thuận bảo vệ cho khách hàng. Trong hợp đồng bảo hiểm này thì chúng ta sẽ gồm có: thứ nhất là thư xác nhận giao hợp đồng, có nghĩa là Đan sẽ giao tờ giấy này cho khách hàng để khách hàng ký nhận bộ hợp đồng và sau đó mang về công ty để nộp. Thứ hai là những điều cần biết, thì công ty rất là chu đáo khi mà làm ra một cái tờ giấy riêng như vậy, gọi cho khách hàng biết rằng họ nên cần biết những điều gì, những cái thông tin quan trọng, thí dụ như là kiểm tra thông tin cá nhân và cập nhật ngay nếu có sai sót hoặc là thay đổi, rồi kích hoạt tài khoản MyAIA bảo hiểm để mà có thể quản lý hợp đồng và thuận tiện giao dịch với AIA. Rồi ngoài ra có những cái thông tin quan trọng, ví dụ như là quyền lợi bảo hiểm, thời gian gia hạn đóng phí. Ở đây công ty cũng ghi rõ là thời gian gia hạn đóng phí là 60 ngày. Rồi điều khoản loại trừ là những cái điều khoản mà công ty từ chối giải quyết cho các quyền lợi bảo hiểm. Những cái điều khoản loại trừ được quy định khác cho từng cái sản phẩm, thì những cái điều này đều có ghi trong cái cuốn hợp đồng dạy thiệt dày này. Dạ, ở trong đây là cái cuốn hợp đồng này, trong đây có ghi đầy đủ tất cả các chi tiết, tất cả các điều khoản về quyền lợi của khách hàng. Rồi kế đến là cập nhật thông tin sức khỏe đầy đủ và chính xác, thì công ty cũng một lần nữa nhắc với khách hàng là chúng ta phải cung cấp thông tin về sức khỏe thật là đầy đủ và chính xác. Nếu mà chẳng may chúng ta quên khi mà chúng ta khai báo cái tình trạng sức khỏe của mình lúc mà làm hợp đồng á, thì khi mà nhớ lại thì chúng ta phải vui lòng liên hệ với AIA để mà bổ sung những cái thông tin chưa đầy đủ hay là những thông tin mà mình đã quên thì mình có thể bổ sung. Rồi, thí dụ như là về chỉ định người thụ hưởng thì chúng ta có thể thay đổi người thụ hưởng trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, rồi để mà công ty có thể giải quyết cái quyền lợi bảo hiểm được theo đúng cái nguyện vọng của người tham gia bảo hiểm. Công ty cũng nhắc chúng ta là đóng phí bảo hiểm đúng hạn để mà đảm bảo các quyền lợi khác. Và ở đây cũng có ghi rõ là khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm, có nghĩa là có những năm mà chúng ta không có khả năng đóng bảo hiểm do là khó khăn chẳng hạn, thì mình sẽ được gia hạn, coi như là trong vòng 2 năm mình có thể khôi phục lại cái hợp đồng bảo hiểm này của mình, nếu như là mình sau đó mình có khả năng đóng tiếp tục đóng phí ha. Và đây là cuốn hợp đồng bảo hiểm của công ty AIA. Trong đây thì cũng có ghi rõ tên của sản phẩm, ví dụ như đây là sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt. Rồi trong đây có những quy tắc điều khoản cho cái sản phẩm này. Khi đang nhận cái hợp đồng của khách hàng về thì đang đã highlight cho khách hàng những cái điều mà mình cần chú ý khi mà nhìn vô mình thấy liền. Thì mặc dù là cái quyển hợp đồng này chữ rất là to, rất là rõ, nhưng mà cũng có nhiều khách hàng sẽ không có thời gian để mà đọc hết. Những khi thấy chữ nào là cũng giống chữ nào, lười đọc quá, thì cho nên là Đan đã highlight hết những cái phần chính yếu quan trọng nhất để mà khách hàng nhìn vô cái là có thể thấy liền, có thể nắm bắt được cái nội dung liền. Còn những cái nào mà định nghĩa chung chung hay là không có quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi của mình lắm á, Đan không có highlight. Khi nào mình có thời gian thì mình sẽ đọc lại ha. Đó thì Đan highlight hết đây. Và để cho khách hàng thuận tiện thì như mình không có thời gian đọc á, thì Đan cũng sẽ làm cái clip này, thì Đan sẽ nói cho mọi người nghe ha, mọi người nghe và cũng có thể xem, sẽ tiện hơn rất là nhiều. Khi nào rảnh thì mình cứ mở ra mình nghe thôi. Ngoài những giấy tờ của bên công ty cung cấp cho chúng ta thì Đan có thêm cái thư cảm ơn gửi đến quý khách hàng, thì trong đây Đan cũng sẽ tóm tắt lại cái nội dung cái sản phẩm chính mà mình đã tham gia ở công ty là gì, rồi sau đó là tên của những sản phẩm bổ sung là gì, rồi cái số hợp đồng của mình là bao nhiêu, thời hạn đóng phí của mình là vào ngày nào và thời hạn của cái hợp đồng là bao nhiêu năm, rồi tổng phí của hàng năm là bao nhiêu tiền, ta cũng ghi rõ ở đây, thì để cho quý khách có thể là không cần dỡ cái hợp đồng ra mà chỉ cần nhìn vô tờ này cũng có thể nhớ ngày đóng phí của mình, có thể nhớ là cái số tiền mình đóng là bao nhiêu. Khi nào hợp đồng đến hạn ha, đây cũng là một cái lời cảm ơn của Đan gửi đến quý khách hàng đã tin tưởng cho Đan cơ hội để mà tư vấn và hướng dẫn mọi người tham gia bảo hiểm nhân thọ tại AIA. Ngoài ra thì Đan có cái bảng tóm tắt quyền lợi nữa, thì ở cái bảng này thì Đan lúc mà Đan tư vấn cho mọi người thì Đan cũng có gửi cái bảng này để mọi người có thể nắm bắt rõ là mình sẽ nên tham gia những cái sản phẩm gì,
sản phẩm chính là gì, sản phẩm bổ sung là gì, tùy theo cái khả năng kinh tế của mình. Rồi sau đó là số năm mình quyết định tham gia là 10 năm, 15 năm, 20 năm hay là trọn đời. Quyền lợi của sản phẩm chính khi mà tử vong thì mình sẽ nhận được 100% số tiền bảo hiểm là mệnh giá bảo hiểm của mình đó. Khi mà mình bị mất sức lao động hay là tàn tật toàn bộ ở bệnh viện trên 80% thì mình sẽ nhận được số tiền bảo hiểm là bao nhiêu. Tử vong do tai nạn thì mình sẽ được công ty AA chi trả gấp đôi cái số tiền bảo hiểm, nhưng mà với điều kiện là mình phải đóng phí hàng năm đúng số tiền, đủ số tiền và đúng hạn thì lúc đó mình mới có quyền lợi được chi trả 20% cái số tiền bảo hiểm này ha. Ngoài ra là thí dụ như nói là nếu mà mình được xác định là không hút thuốc lá thì khi tử vong thì công ty sẽ chi trả thêm 10% trên số tiền bảo hiểm cho mình nữa. Rồi khi mà đáo hạn thì cái số tiền mình được nhận lại trong giá trị tài khoản của mình là khoảng bao nhiêu, và nếu mà mình không rút ra hết, mình không rút ra cái số tiền đó và mình để lại trong tài khoản để tiếp tục được bảo vệ thì mình sẽ được bảo vệ đến năm bao nhiêu tuổi. Rồi những sản phẩm bổ sung là có những quy định gì thì đang đã liệt kê hết trên cái tờ chi tiết này, thì mọi người cũng có thể cầm ra và xem rất là thuận tiện. Và đây cũng cái thành ý của Đan gửi đến cho khách hàng của Đan, để mà mong là mọi người khi tham gia bảo hiểm nhân thọ đều hiểu rõ về cái ý nghĩa, về cái quyền lợi của mình khi tham gia, để mà mình không có những cái lấn cấn hay là không có hiểu hết về bảo hiểm nhân thọ này.